Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã có chuyến thăm làm việc và trao hỗ trợ cho ngành y tế Lào Cai. Làm việc với đoàn có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế Lào Cai có 27 cơ sở y tế bị ảnh hưởng do bão lũ. Hiện các bệnh viện đã khắc phục và tổ chức hoạt động khám chữa bệnh bình thường. 21 trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực đã khắc phục và tổ chức khám chữa bệnh trở lại. 3 trạm y tế xã Tân Dương, Phố Giàng, Việt Tiến ở huyện Bảo Yên bị ngập đã tổ chức khắc phục, nhưng các thiết bị phục vụ khám chữa bệnh bị hư hỏng nặng, chỉ tổ chức phát thuốc từ các nguồn hỗ trợ cho người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đối với ngành y tế Lào Cai trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đối với ngành y tế là không nhỏ. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ sớm phục hồi để đảm bảo tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận mong muốn ngành y tế tỉnh Lào Cai sớm khắc phục những thiệt hại, tận dụng hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, giúp mang lại hiệu quả lâu dài, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế, giúp người dân Lào Cai sớm tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại. Hỗ trợ ngành y tế Lào Cai, Bệnh viện Bạch Mai quyết định miễn toàn bộ học phí cho cán bộ y tế tỉnh Lào Cai học tập tại Bệnh viện Bạch Mai từ nay đến hết năm 2025, trị giá 6 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ cho Sở Y tế Lào Cai khắc phục thiệt hại sau thiên tai 500 triệu đồng.